Hello mọi người, trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh nha. Hôm nay thì Linh có đi giao lưu với mấy anh em trong hội Bonsai Dừa Kiên Giang tại nhà hàng cà phê Hòa Giang mọi người. Thì sau đây mình sẽ mình tiến vào trong cùng các anh em đang giao lưu ở trong bên trong nha. Rồi mọi người cùng theo dõi cho vui nha. Rồi đây mọi người, đây là cái không gian của nhà hàng Hòa Giang. Mấy anh em mình đến đây giao lưu dừa bonsai thì ở đây cũng có trồng những cây dừa, phong cảnh rất là đẹp nha mọi người. Nhà hàng này tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mọi người. Thì mấy anh em đang giao lưu đằng kia. Thì giờ mình cùng tiến lại để giao lưu cùng mọi người, cho mọi người giao lưu với mấy anh em cũng như là cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm của anh em mình mang theo giao lưu trong buổi hôm nay nha mọi người. Đây mọi người, đó mọi người, mấy anh em đang giao lưu ở đây có những cái tác phẩm bonsai dừa mọi người thấy không. Thì hôm nay thì mấy anh em họp lại cũng lâu lắm rồi mọi người, từ Tết tới giờ thì anh em mỗi người bận việc mà riêng cho nên là mấy anh em mình chưa có họp mặt. Hôm nay thì mấy anh em mình bắt đầu họp mặt lại như thường lệ, những ngày chủ nhật anh em rảnh không làm việc thì mấy anh em mình họp lại. Thì hôm nay thì cũng có mấy anh em không có mang dừa theo. Mình cũng hơi xa, mình đến đây thì cũng không có mang theo dừa mọi người. Có một số anh em mang một số tác phẩm này để mình quay cho mọi người xem. Thì được hôm nay thì mấy anh em mang được 2 4 5 5 5 cái tác phẩm bonsai mọi người. Rất là đẹp. Rồi, cũng là những thành viên quen mặt thôi mọi người. Chúng ta cùng giao lưu trước rồi mình sẽ quay những cây bonsai cho mọi người xem sao ha. Đây là anh Khởi, bonsai dừa Minh Khởi nha mọi người. Rồi, đây là anh Thanh, kênh bonsai ngấu dừa nha. Thì chúng ta cùng đi giao lưu từng thành viên nha. Thì mọi người cũng rất là quen thuộc rồi. Những cái clip trước thì Linh đã quay hết cho mọi người rồi. Đây là anh Chí mọi người, cũng là trong thành viên câu lạc bộ nha. Rồi, đây là anh Nam. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi. Rồi mình cùng tiến tới để giao lưu với một người nữ độc quyền của câu lạc bộ bonsai Kiên Giang nha mọi người. Đây. Chào mọi người. Rồi, đây là anh Đen. Là giới thiệu mọi người, đây là anh Hiếu mọi người. Trong thành viên hội bonsai dừa Việt Nam nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cái tác phẩm bonsai dừa cho mọi người xem ha. Đây là cái tác phẩm tiểu cảnh mini, hai quả mini rất là đẹp nha mọi người. Tác phẩm này là của thành viên nữ trong câu lạc bộ chị Liên. Còn đây là cái tác phẩm mini cũng của chị Liên mọi người. Đây là một tác phẩm bonsai lá trẻ đó, rất là đẹp ha. Đây là một cái tác phẩm lá trẻ có củ rất là to mọi người đó, rất đẹp ha. Còn đây là một tác phẩm lá trẻ rất là đẹp mọi người, được trang trí đó, rất đẹp ha. Thì anh em mình thường hay tổ chức những buổi chủ nhật ngày cuối tuần thì anh em mình họp mặt một lần để giao lưu những cái tác phẩm bonsai của anh em, để chia sẻ những kinh nghiệm để chúng ta trồng và chăm sóc cây dừa bonsai. Thì anh em ở Kiên Giang mà có thể xem được clip này mà có đam mê dừa bonsai, có làm dừa bonsai thì có thể tham gia cùng câu lạc bộ cho vui nha. Nãy giờ còn một thành viên nữa mọi người, mình chưa có giới thiệu lên cho mọi người. Thành viên này thì là trưởng câu lạc bộ bonsai Kiên Giang mọi người, cũng là trưởng câu lạc bộ bonsai dừa Việt Nam. Thì anh Sự cũng đang làm cái clip để gửi đến quý vị mình cái buổi họp mặt hôm nay mọi người đó.
tất cả những thành viên rất là quen thuộc trong câu lạc bộ băng xây dựng An Giang. Có những tác phẩm mà hôm nay thì đem theo rất là đẹp ha. Anh có đầu ra không? Rồi đây là phong cảnh của nhà hàng Hòa Giang mọi người, có những cây dừa xiêm hồng nè, rất là đẹp ha. Đó, anh em mình họp mặt hôm nay là buổi sáng mọi người, rất là đẹp ha. Đó, cà phê ăn sáng là ở đây Hòa Giang là có đầy đủ ha mọi người, nằm tại bãi biển thành phố Gạch Giá Kiên Giang ha. Bây giờ nãy giờ giao lưu hết rồi thì mình cũng đi đến giao lưu với anh Sự ha. Rồi chúng ta cùng giao lưu với anh Sự nha mọi người. Nãy giờ anh Sự thì cũng đang bận làm clip cho bà con mình xem. Thì giờ anh Sự là thành viên cuối cùng trong câu lạc bộ bonsai, sai cũng là trưởng nhóm luôn rồi. Mọi người cùng giao lưu với anh Sự ha. Chào. Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của bạn Hoàng Linh, bonsai Hoàng Linh. Thì mình là một thành viên của hội bonsai Giang Nghĩa Trang, tên là Trần Sự nha các bạn ha. Mình rất vui được giao lưu với các bạn. Các bạn có rảnh thì sang kênh mình xem dừa bonsai channel, đó là cái kênh YouTube làm về dừa bonsai Việt Nam chúng ta. Các bạn ủng hộ mình ha. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, cảm ơn anh Sự nha. Thì bây giờ Linh sẽ quay một lần nữa thành viên của anh cho các anh em trong thành viên hội nha mọi người. Mình sẽ quay gần cảnh những cái cây dừa một lần nữa cho mọi người xem ha. Đây là cây dừa lá trẻ, này là của anh Khể nè. Cây này là của anh Đen mọi người. Bên đây là dừa bonsai siêu mini. Đây hai tác phẩm siêu mini mọi người. Rồi clip của mình cũng xin tạm dừng ở đây nha mọi người. Mình xin hẹn mọi người trong clip về dừa bonsai lần sau nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau nha.